giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành, để con cũng lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi con thành người tài đức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.